Siêu thị điện máy Pico xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về model TV QLED Samsung QA65Q70A thuộc dòng TV 4K QLED mới nhất của Samsung series Q70A. Được đánh giá là sản phẩm đạt tới giới hạn cao nhất của công nghệ 4K trên thị trường. Đồng thời, Q70A series cũng là dòng sản phẩm có nhiều model nhất từ 55, 65, 75 và 85 inch tương ứng với các model QA55Q70A, QA65Q70A, QA75Q70A và QA85Q70A. Smart TV QLED 4K 65 inch Samsung QA65Q70A được thiết kế đường viền thanh mảnh và tinh tế, hầu như khó nhận biết, tạo cảm giác không viền bốn cạnh cho bạn có được trải nghiệm xem tuyệt vời nhất từ mọi góc nhìn. TV Samsung 65 inch vừa phải thích hợp bố trí trong các không gian rộng như phòng khách, văn phòng làm việc, phòng họp. Ngoài đặt trên kệ thì bạn vẫn có thể treo TV lên tường như một món đồ trang trí đẹp mắt, vừa tiết kiệm không gian. Samsung QA65Q70A có độ phân giải 4K cho hình ảnh sắc nét gấp 4 lần Full HD. Bạn sẽ được tận hưởng trọn vẹn sắc màu cuộc sống trên một màn hình lớn và sắc nét vượt trội. Kết hợp với chất lượng hiển thị hoàn hảo, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm sống động, chân thực như đang diễn ra trước mắt với khả năng hiển thị 100% giải màu sắc của công nghệ, màn hình chấm lượng từ Quantum Dot. Thêm vào đó, Samsung còn tích hợp cho nó rất nhiều công nghệ bổ trợ khác. Samsung QA65Q70A với bộ xử lý Quantum 4K mạnh mẽ giúp tối ưu hiệu suất toàn diện, tinh chỉnh thông minh hình ảnh, âm thanh và nhiều yếu tố khác, mang đến cho bạn trải nghiệm xem hoàn hảo xứng tầm tuyệt tác. Bằng sự ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, mọi chi tiết hình ảnh sẽ được xử lý tái tạo chuẩn nhất. QA65Q70A sử dụng công nghệ âm thanh Q Symphony, người dùng sẽ có được trải nghiệm âm thanh hoàn hảo như đang ngồi ở nhà hát thính phòng. Nếu các bạn có thắc mắc gì về sản phẩm thì vui lòng comment ở bên dưới, mình sẽ hỗ trợ các bạn sớm nhất có thể. Cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và theo dõi những sản phẩm mới cùng với những chế độ ưu đãi khuyến mại tốt nhất từ Pico. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.